Chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ cách dò lá xương sâm đó các bạn. Mình tự dò ở nhà mình uống thì nó cũng tốt hơn đó các bạn. Này là lá xương sâm mà tôi đã rửa sạch kỹ rồi, lặt bỏ cuốn, lặt lá, lửa lá sâu hết trơn rồi đó. Thì ở đây tôi có 3 lít nước nấu sôi để nguội, nhưng mà đừng có nguội ngắt nha các bạn, cũng còn ấm ấm một chút cho cái nhựa của cái lá xương sâm nó dễ ra. Rồi bây giờ tôi cắt vô, cắt ra để cho mình dò cho dễ chút thì cắt ra đi. Cắt vậy á cho mình dò cái nhựa nó dễ ra, còn mình để nguyên vậy mình dò cũng được, nhưng mà nó hơi mỏi. Giờ già rồi làm gì chút cũng, với lại cắt ra vậy thì cái nhựa nó dễ ra cái nhựa xương sâm đó, nó ra hết được cái chất nhựa đó. Mình dò tới chừng nào cái lá cái nó còn cái xác, mà cái xác nó ngó trắng trắng đó là được nha các bạn. Để một chút tôi dò, tôi chia sẻ với các bạn là coi như thế nào là được ha. Này nước sôi để nguội nhưng mà đừng có nguội ngắt, nó cũng còn ấm ấm chút cho nó dễ ra nhựa. Dò cái này đó nếu mà mình đeo găng tay đó mình khó dò lắm các bạn ơi. Thành ra chúng ta làm thì trước khi làm ta rửa tay cho sạch là được rồi, chứ đeo găng tay vô làm nhấp nhớp khó dò lắm. Ở nhà có máy sinh tố, nhưng mà máy sinh tố thì nó xay nó nổi bọt dữ quá à. Rồi giờ để tôi bắt đầu dò ha. Trước khi dò rửa tay sạch là được rồi, chứ không có cần phải đeo găng tay, làm nó vướng víu nó không có làm được. Mình dò, trong lúc mình dò mình cũng đừng có mạnh tay quá, nó sẽ làm nổi bọt cái xương sâm đó, ăn không có ngon. Mình cứ tưởng tượng như mình đang giặt đồ nhồi nhồi vậy đó, một chút xíu là nó ra nhựa. Nhìn nhện vậy là được rồi nè các bạn ơi. Sánh quá rồi hả? Nãy mình dò bằng nước ấm đó, bởi vậy thì cái này nó ra dễ ra cái nhựa sâm lắm. Có 150 gram lá xương sâm thôi nha các bạn, 3 lít nước 150 g lá sâm. Dạ được rồi nha. Vậy là xương sâm đã xong rồi đó các bạn. Giờ mình khi mình đổ qua cái đây, mình để đây đi khoảng 1 giờ đồng hồ. Xong rồi xương sâm nó đặt sánh sánh rồi, rồi tao đem để vô ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Đó, để trong ngăn mát tủ lạnh chừng 1 giờ nữa là chúng ta có thể đem ra ăn được rồi đó các bạn. Bỏ đường bỏ đá vô ăn rất là mát nha các bạn. Xin xong rồi, xong rồi nè các bạn ơi. Đây là đây 3 lít nước với lại 150 g xin xong đó. Mình làm ra được một cái sửng này với lại một cái sửng nhỏ thì đổ ra được mấy miếng này. Nó xin xong dai lắm các bạn ơi. Đây. À, mình cắt cái làm tư á, dài lắm. Giờ mình bỏ đá bỏ đường vô uống thôi, cái này uống thanh nhiệt. Cái miếng nó dài mà mình cắt nhìn có cạnh luôn đó các bạn đó, nhìn nó có cái cạnh của cái miếng xương sâm luôn á. Này người ta nói giỡn giỡn vui là người ta nói là mình sọt sợi dây lát vô á, luồn sợi dây lát qua cột sắp đi được á. Cái đó là thổng sưng thêm thôi, nhưng mà này nó cũng dai có cạnh quá chừng nè. Miếng này
nào ra miếng nấy nghe không? À, đâu có bể đâu có gì đâu. Mình cho đường vào. Cái này không có bỏ nan mực cái bỏ phụ gia gì hết nha các bạn, không có bỏ bất cứ thứ gì nha. Cái nước xương sông nó ra nè mình uống cũng mát lắm. Này là mình nấu bằng nước chín á, mình làm nước chín á, giò bằng nước chín á. Rồi thử miếng rồi mời cả nhà. Ngọt mát mà dai ngon lắm các bạn ơi. Cái này cũng dễ làm quá. Mình chỉ cần nhín một chút thời gian ra là mình đã có một món xương sâm để giải nhiệt đó. Miếng nào ra miếng nấy luôn. Cái này mình uống không cũng mát nữa. Mà cái xương sâm nó ra cái nước này nè. Cái nước này là mình uống cái nước này không cũng mát nữa đó các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.